Xin chào tất cả các bạn. Thì các bạn biết không, trong những năm gần đây thì số người đi du học Mỹ vẫn không ngừng tăng lên, và hiện nay đã có hàng ngàn sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Mỹ. Vậy điều gì khiến cho Mỹ có sức hút mạnh mẽ đối với họ như vậy? Và trong chương trình chia sẻ ước mơ du học ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng trò chuyện với bạn Hiểu Diệp, vừa đậu visa du học Mỹ, về vấn đề này các bạn nhé. Chị chào Diệp. Dạ, em chào chị, chào tất cả các bạn. Thì Diệp có thể giới thiệu đến với các bạn đôi nét về bản thân của em được hay không? Mình tên là Vương Hiểu Diệp, đang là học sinh lớp 12 tại trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Bình Dương. Thì mình có dự định sẽ đi du học tại Mỹ. Sở thích của em là ca hát, nhảy múa, được đi du lịch nhiều nơi. Rồi, chị không biết là lý do vì sao em lại chọn Mỹ làm điểm đến du học của mình ha? Dạ, thì ba em hiện đang là phó giám đốc tại công ty Minh Long 2, cho nên là em rất là muốn được đi du học để sau này cùng làm việc với ba. Trong công ty thì có rất là nhiều khách hàng đến từ Mỹ, thì em muốn biết thêm được nhiều về nét văn hóa của Mỹ cũng như là nói tốt tiếng Anh giọng Mỹ, cho nên em đã chọn Mỹ để đi du học. Rồi, chị không biết nói gì, kế hoạch học tập của em bên Mỹ thì sẽ như thế nào? Dạ, em dự định là năm đầu tiên thì sẽ học chương trình tiếng Anh song song với lại lớp 12, thì sau đó 4 năm tiếp theo là em sẽ học đại học ở Mỹ. Em sẽ học lớp 12 tại trường Anaheim Discovery Christian High School, and 4 năm tiếp theo thì em sẽ học tại trường USLA. Em chọn trường này vì đây là một trường công giáo, thì em có thể học được về đạo đức và lối sống. Ở trường thì mỗi lớp thì chỉ có khoảng 15 học sinh thôi, cho nên là mình giáo viên có thể gần gũi hơn với học sinh hơn. Rồi sau khi mà kết thúc tại trường thì em có thể chuyển tiếp lên các trường đại học nổi tiếng ở trong hệ thống CSU và UC một cách dễ dàng. Và ở trường thì nằm tại bang Cali, đây là một trong 10 bang có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Nếu mà em học như vậy thì sẽ rút ngắn được thời gian cho mình rất là nhiều ha. Chỉ với 5 năm là em có được tấm bằng đại học rồi. Em có thể chia sẻ đến với các bạn là dự định trong tương lai của em sẽ như thế nào được không Diệp? Dạ, trong tương lai thì em dự định là khi có bằng tốt nghiệp rồi thì em sẽ quay về Việt Nam và làm với ba tại công ty. Rồi, chị không biết là qua đâu thì em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ, dì của em tìm thấy được thông tin từ trên mạng, sau đó thì dì với mẹ xuống đây tìm hiểu thông tin như thế nào để có thể đi du học Mỹ, và sau đó là mẹ quyết định cho em ở đây. Cảm nhận của em ở đây về Tân Nguyện Đại Dương là các anh chị thì rất là nhiệt tình và chu đáo, đặc biệt là người giảng dạy cho em là anh Khôi, chị Nhi và anh Bảo Anh thì nhiệt tình hướng dẫn cho mình hồ sơ, rồi anh Khôi thì chỉ cho em tất cả những cái câu hỏi về để chuẩn bị cho khi đi phỏng vấn. Còn anh Bảo Anh thì lại giúp em tự tin hơn nếu mà trong tương lai em của em hoặc là những người bạn mà có tìm hiểu về thông tin đi du học thì em sẽ giới thiệu cho Đại Dương. Rồi, chị cảm ơn tất cả những mà tình cảm em đã dành cho công ty Tân Đại Dương ha. Và chị chúc em là sẽ qua bên Mỹ học tập thật tốt và thực hiện được ước mơ của mình nha. Em cảm ơn chị. Chào các bạn. Và hy vọng đây cũng là những thông tin cần thiết cho các bạn nào đang có ý định du học Mỹ. Và còn tìm hiểu thông tin gì thêm, các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hoặc là tddvn.com. Hoặc các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.